Hư không Võ vàng giọt nắng Nghĩa Bình bồng ca xa Nhịp màu Từng giọt nắng rơi Nhịp màu Giọt nắng ha rơi rơi Hoa thương. đầu ngọt còn, trên đâu ngọn cỏ trên đầu ngọn cỏ một dãy thiên hà một dãy thiên hà phong bên gió phong bên gió ta, ta ba dạo trời biết chăng là từng hiện hữu biết chăng hiện hữu chợt đầy chợt đầy vương Một giọt nắng ý giờ rơi rơi Thân Nay ca, mô ni à, nam ni, mô phật. Bụng ma sư a, Nay ca, mô ni. À, À, thưa đại chúng buổi hôm nay hy vọng là buổi chó của um, à, quyền đốn ngộ nhập đạo yếu môn có nghĩa là cái cách tu đốn ngộ đốn giáo và đây là những cái lời mà cốt yếu thiền sư tuệ hải đã ghi lại à, đến phần nói về trung đạo ôn lại bài cũ một chút thường chúng ta nghĩ trung đạo là khoảng giữa thì tu trung đạo chúng ta tưởng là chúng ta sẽ ở khoảng giữa à, hai bên cãi nhau người phải người quấy nó mình ở chính giữa thì chữ chính giữa đó mình tưởng là trung đạo nhưng mà học về quyển đốn ngộ chúng ta sẽ được khai mở trí tuệ thêm một bước nữa là không khoảng giữa cũng không hai bên mới là trung đạo thì chúng tôi cho rằng đây là một cái bước tiến tu của chúng ta không phải hiểu mà ứng dụng trong cuộc sống chúng ta vẫn tập trung chỗ trung đạo nha nhớ là hai bên thì đầu tiên hiểu hai bên là gì ôn bài chính là bên này bên kia mà bên này bên kia là gì không dính với sáu trần bên ngoài và cũng không khởi vọng niệm bên trong đó là hai bên có người sẽ dính mắt ngay sáu trần bên ngoài khi tiếp xúc nhưng có người có vẻ trước đó không có khởi niệm nhưng mà sẽ chạy theo vọng tưởng bên trong Đà, thì thưa đại chúng đó là hai bên đều phải lưu tâm để không theo chỗ đó Sơ tổ Bồ đề Đạt Ma dạy điều này đã lâu, chúng ta cũng đã học, nhưng đôi khi chúng ta lại không có thực hành. Kinh nghiệm của chúng tôi, học để hiểu rộng, nhưng hành trì phải hành trì sâu sắc. Từng vấn đề một. Ví dụ, lời của Sơ tổ Bồ đề Đạt Ma là ngoài dứt các duyên chính là không dính sáu trần. Trong không nghĩ tưởng, chính là không khởi vọng niệm. Mấy người để thấy chưa? Tâm như tường vách như bức tường bức vách vậy đó. Khả dĩ nhập đạo, khả dĩ là mới có thể vào đạo. Có thể thể nhập. Đạo đó chính là gì? Chính là tâm của mình. Đó, cho nên tự quy y Phật lại đọc hoài đó. Chúng tôi chắc cũng là thuộc loại nhiều chuyện ha cho nên khi đọc cái đó chúng tôi không có chịu liền nghĩa là nghe đọc cái hài lòng tự quy phật nguyện cho chúng sanh thể giải đại đạo là cái gì nếu thời gian nào mà chúng tôi bắt đầu đọc câu đó từ khi chín tuổi tôi đã nghi không đọc xuông thể giải đại đạo cho đến bây giờ vẫn còn nghi để biết đại đạo là cái gì và thể giải có nghĩa là thể nhập vào hằng sống với đại đạo đó là cái gì. Chúng tôi nói lại chính điều đó mà chúng tôi hướng về thiền tông. Còn mình chỉ đến thiền viện làm đệ tử của thiền sư chưa hẳn là thiền tông. Chưa hẳn thiền tông. Vì đôi khi mình còn lung tung ha, chạy bên ngoài, chưa quý cái tâm của mình. Thể giải là hằng sống hiểu và hằng sống thể nhập. Đại đạo chính là chân tâm. Cho nên mình mới phát tâm vô thượng Mình phát tâm Phật để thanh Phật. Độ tất cả chúng sanh. Đã xin trở lại bài. Vậy chỉ với lời dạy của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngoài dứt các duyên. Xin... Cái bình ban văn hóa ghi mấy cái này cho đại chúng trong khi chờ chúng tôi nên đọc những bài kệ ôn, ôn bài và chủ yếu là ôn cách dụng công. Ngoài dứt các duyên là không dính sáu trần. Trong không nghĩ tưởng, trong không chạy theo vọng tưởng, không có phân biệt, hồi tưởng, sân si, tham muốn đủ thứ. Tâm phải như bức tường, bức vách không có dính mắt khả dĩ mới là có thể tạm gọi là có thể chứ đôi khi mình giữ như tường vách mới có lặng mà chưa tỉnh cũng chưa xong nếu bên ngoài nhiễm sắc là chính là tâm kia mà bên trong khởi vọng niệm thì đó chính là tâm này chữ này chữ kia quên đi không quan trọng tức là một là bị kẹt xáo trần hay là bị theo vọng tưởng. Khi học Pháp mà mang tính cách thực hành, mình phải bỏ bớt những chữ không quan trọng để nắm bắt được cách thực hành. Cho nên, chúng ta không kẹt hai bên, tâm không hai bên, thì lúc đó ở giữa cũng không thể được. Và có như thế mới gọi là trung đạo ạ chúng ta phải biết là cái trung đạo này nó liên quan tới hai bên phải không có hai bên thì mới có trung đạo chứ không phải cứ có hai bên rồi cái mình nói mình ở giữa có và không thì chính là trung đạo không phải kinh nói hư không chẳng giữa mà chẳng hai bên thân phật cũng như vậy tuy nói thân phật nhưng mà mình phải hiểu đây là phật pháp thân chính là chân tâm của mình cũng như vậy không giữa, không hai bên Nếu mình sống với chân tâm Mình không lọt qua phải hay quấy Mình không lọt qua đồng ý hay không đồng ý Mình chỉ lặng lặng nghe Rõ ràng thường biết Nhưng tất cả sát tánh không Thì tất cả chỗ không tâm Chúng tôi xin chia sẻ rằng Đây chính là một chỗ chúng ta cũng phải Quân tu cho nó thuần thục tất cả các pháp chúng ta phải nhận ra nó tánh không không những pháp bên ngoài tánh không mà cái pháp gọi là tâm pháp của mình cũng tánh không phải nghiệm ra để mình không dính các pháp trần bên ngoài mà cho tới những cái vui buồn giận hờn lập trường cũng là tánh không vì nó vẫn là duyên hợp. Mà cái duyên hợp quan trọng nhất là cái gì là chủ? Cái gì là chủ để có những cái tư tưởng, những cái thái độ thì đại chúng cái gì? À nhìn gần á thì mình nói là ý, nhưng mà nhìn sâu sắc nó là cái gì? À bản ngã là vô minh của mình. Bản ngã cho nên mới có đủ thứ tư tưởng hết và quan trọng nhất là quên mình theo vật gọi là vô minh, khổ đau. Vậy chúng ta tập tu đoạn này, thấy tất cả pháp tánh không, để đạt đến không phải tánh không, có khi làm được nửa chừng không có kết quả tốt. Mình phải đẩy qua được không tâm, tức là không dính mắt. Mà khi được tất cả chỗ không tâm, thì chính là chúng ta đã giác ngộ được tất cả sắc tánh không. Đà, nếu ông lìa tất cả chỗ không tâm mà được bồ đề giải thoát thì không có chuyện đó. Hay nói một cách khác là chúng ta phải làm sao có được tất cả chỗ không tâm, tức là bồ đề giải thoát, tích tức là niết bàn vắng lặng. Đó là chỗ gọi là kiến tánh à, Thì thưa đại chúng mấy cái chữ này bỏ qua đi Không có quan trọng Phải nói danh từ để chúng ta phân biệt Chứ thật ra để dụng công Thì mình làm sao thấy biết rõ ràng Không quan trọng đừng có vội Có ý kiến Đừng vội phân biệt Phân biệt chính là đang dính mắt Đang phân biệt Đang quên ông chủ thanh tịnh hiện tiền. Đó, còn khi những việc mà nó thuộc về trách nhiệm của mình Thì mình mới tạm đương ở đó Tạm khởi niệm để mà tạo tác Có những cái dụng thanh tịnh tốt đẹp Còn ngoài ra chúng ta giới hạn Hãy giữ cái chỗ đối cảnh vô tâm Giữ cái cái, cái cách dụng công thẳng tắc đó của nhà thiền mà sơ tổ rút lâm đã chỉ dạy trong bài trong bài kệ cư trần lạc đạo phải tỉnh nha Như nghe rồi đi xứ nào vậy nha hỏi không có thấy con mắt sáng lên gì thấy ở đâu phải hỏi hai ba lần để coi có tỉnh không nha ở đời vui đạo hãy tùy duyên đó sống đời vui đạo mình về mình sống trong gia đình mình mà gọi là vui với đạo có phải mình đem chuyện ở chùa nói à, Về nhà nói của hài là vui đạo không? Không Vui đó là vui thô Còn vui đạo chính là Trở về để dụng công Không tâm Điều phục phiền não sân si Điều phục những cái đấu tranh phải quấy Đó chính là vui đạo Hãy tùy duyên Tùy duyên bằng cách Đói đến thì ăn nhiều người phát biểu thích câu này đổi <laughs> đến thì ăn mệt ngủ liền tuy nói thích mà có làm được không à, cho ăn mà cấm nói thử coi ăn thế nào cũng chê khen hả à, không những chê khen thô ngoài miệng dính sáu trần mà có khi nói đây không được gì nha Thấy ra ngoài bắc kinh là bắt đầu nói rồi sao bữa nay ăn sao Trời ơi, cái phiên gì hắc ám mà Nấu dở ẹt <laughs> Thí dụ như vậy Thì chính là mình có tùy duyên không không à, đói đến thì ăn mệt có ngủ không không mệt còn nghĩ cái đủ thứ chuyện hết à coi nhớ còn có giận ai mà chưa kịp thách toán không <laughs> à vân vân cho nên không có ngủ liền được đâu mình nói mình thích là mình làm biến thôi chứ không phải mình thích cái tinh thần giải thoát của câu đó trong nhà có báo trong nhà là ở đâu nhà nào địa chỉ nào để mình tới trong nhà chính là nè nhà năm quẩn của mình nè năm quẩn là gì ngay cái sắc quẩn này nè nó còn bốn cái nữa là thọ tưởng hành thức trong đó có báo vật đó à thôi tìm kiếm tức là đừng có tìm ở đâu bên ngoài nữa mà hãy nhận cái chân tâm của mình hôm nay khi dụng công mấy huynh đệ thấy được cái chân tâm của mình khi mình có cảm thọ không có không thí dụ như tự nhiên hôm nay mà lên mà lạnh ngắt mình thấy khó chịu hôm nay tự nhiên tuy là lạnh lạnh mà thấy chùa cũng có hít thì theo cũng gọi là tạm tha thứ à, chứ không có để cho lạnh ngắt à, thì với những cái cảm thọ đó thưa đại chúng có chân tâm không khi mình chê khen thì mình đánh mất chân tâm mình qua vọng tâm nhưng mà để cảm thấy lạnh hay không lạnh lắm chịu được thì coi chừng cái chịu được nó qua cảm thọ rồi nha à, nóng lạnh mình đang cảm thọ nó cảm, cảm gọi là tiếp xúc với nó một cách rõ ràng thì ngay đó chính là chân tâm à, cho nên trước khi có vọng tâm chính là chân tâm vừa thấy trước khi bực bội thì có chân tâm chưa có chân tâm mình mới thấy đã giống như cái bình hoa này đầu tiên mình phải tiếp xúc bằng chân tâm mà không những bình hoa hay hình phật mình tiếp xúc bằng chân tâm mà với mọi người mình đều bước tiếp xúc đầu tiên bằng chân tâm nhưng mà mình không giữ được cái trạng thái tốt đẹp đó mình liền chạy qua vọng tâm chê, khen, bực bội. Có khi giờ này người ta vui vẻ cười với mình. Hỏi mình vui không? Mình nó cũng không vui. Ngó vậy chứ hôm trước có mặt nhăn với tôi. Lâu lắm rồi. <laughs> mình cũng ráng kéo quá khứ vô để mà mình cũng thành vọng tưởng. Mấy con đệ thấy ha. Cho nên hôm nay mình tập tu là làm sao tập không tâm. Thì ngay đó một cái giá trị chính là bồ đề. Bồ đề là chỗ đó đó. Đó là giải thoát, đó là niết bàn, Đó là sự vắng lặng, Đối cảnh không tâm, Chớ hỏi thiền. Đà. Vì cớ sao? Đây là lời dạy của à, thiền sư Tuệ Hải. Nhưng mà trước khi dạy như vậy, Ngài cũng sẽ dẫn kinh chính Phật đã dạy. Trong kinh Kim Cang, Phật có nói rằng, không có một chút pháp có thể được đó gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác còn nếu lúc nào mình cũng có chỗ được có chỗ chấp có chỗ buồn phiền thì thưa đại chúng chính là vô minh chính là tạo nghiệp chính là con đường đi đến khổ đau đoàn kinh kim cang dạy như vậy thì chúng ta làm sao mình thấy không có một chút pháp có thể được khi nhìn bằng tinh thần bác nhã, các pháp đều là duyên hợp để mà tạm có thôi. Và nó có một cách huyển hóa thôi. Thì thưa đại chúng thấy được như vậy, chính là vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Đó, hôm nay chúng ta tập ứng dụng. Và một vấn đề kế tiếp rất là quan trọng, đó chính là vấn đề thọ ký được thành Phật. À, được thành Phật. Chúng ta nhớ tinh thần kinh Pháp Hoa trước. Trong kinh Pháp Hoa mình được thọ ký vừa thưa đại chúng. Ai thấy được thọ ký rồi xin giơ tay lên. Kinh Pháp Hoa thọ ký hết tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Vì sao? Tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật. Tri kiến Phật chính là chân tâm Phật tánh. Đà, và cái ti kiến phật này chúng tôi cũng nhắc lại để chúng trước khi mà nghe điều đó chúng ta có phước duyên tu thiền thường trở về với tâm của mình và hôm nay hòa thượng đang hướng dẫn cách trở về nếu người nào còn yếu ớt chưa có đạo lực thì trở về qua sáu căn từ sáu găng mắt đang biết thấy quý vị biết thấy không nà mời nhìn bình qua cùng nhau nhìn bình qua quý vị biết thấy không nếu không có biết thấy quý vị không thể thấy và cái biết thấy này chính là diệu dụng của chân tâm diệu dụng của chân tâm và tai biết nghe thường trong kinh lăng im dùng cái tiếng của khánh tiếng chuông còn hôm nay có khi mình không có chuông khánh mình có thể nghe vũ trụ vạn vật có những tiếng động mình nghe không nghe và ngay khi vắng lặng tất cả vũ trụ rất là yên lặng mình nghe không ai nghe xin giơ tay lên khi không có tiếng động nghe vì cái động hay là có tiếng nó thuộc về xin điền cái chữ đó vô, nó thuộc về, à nói chữ tướng chưa đúng, nó thuộc về xác chưa đúng luôn, xin 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 nạp bài, nó thuộc về cảnh tạm được, rồi còn gì nữa, một chữ rất là chuyên môn chính là nó thuộc về trần, chữ đầu tiên là trần là trần cảnh á và nó thuộc âm thanh thì nó thuộc thanh trần à, còn những cái mà đối tượng để thấy thì gọi là sắc trần nhưng mà nói chung là sáu trần à, đối tượng của sáu căn và khi chúng ta thấy nghe hiểu biết như thế hòa thượng dạy chúng ta đi từng bước sơ cơ có nghĩa là mới ban đầu mắt biết thấy thì nên nhớ chậm chậm cái biết thấy này chính là chân tâm cái khả năng thấy chứ biết là khả năng thấy tai biết nghe là tai có khả năng nghe nhưng mà nói cho trúng có phải tai nghe không giờ này ai nói tai nghe xin giơ tay lên ai nói cái nghe không phải từ lỗ tai xin giơ tay lên à cái này cũng cẩn thận ha bất tức á nhưng mà bất ly là trả lời coi như kẹt hai bên đó nha ha bất tức có nghĩa là nó không phải cái tay là để nghe nhưng nó không rời cái tay để nó nghe xuyên qua lỗ tai cái tánh nghe của chân tâm nó hoạt động đó. thì thưa đại chúng sau khi biết rõ như vậy rồi thì chúng ta tin được mình có chân tâm và đang có dịu dụng giống như vào căn nhà này bật đèn lên đèn sáng thì mình biết chuyện gì kết luận được chính là có điện không bị cúp điện à mở cái quạt lên quạt liền quay thì mình biết cái gì có điện à rồi cái khác nữa thôi giờ à, à, như vậy thì mình hôm nay không có đau bụng Vì sao điện có thể nấu ăn được bật bếp lên được mấy cô để hiểu, hiểu chỗ đó không cho nên từ dòng điện nó có nhiều dịu dụng quạt là nó làm cái khả năng biết quay biết chuyển động đèn trái là khả năng phát sáng rồi à, nó khiến cho bàn ủi bếp nóng lên thì đó là khả năng phát nhiệt à, tủ lạnh thì làm cho lạnh à vân vân thưa đại chúng những cái dụng nó khác nhau nhưng đều từ dòng điện vậy qua mắt biết thấy qua tay biết nghe khác nhau không khác nhưng đều từ tâm đó thì mình nghe thôi mình đừng có tin liền nhưng mà mình hãy suy nghĩ mình được chỉ dạy mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn à và thưa đại chúng được thỏa ký vì tất cả chúng ta đều có cái chân tâm thanh tịnh và qua những cái lời tình kiến giải của những vị ngộ đạo thì thân này chết đi nhưng chân tâm phật tánh của mình có chết không không bất sanh bất diệt cho nên tại sao khi mà tu giỏi rồi chết không có khóc không có khổ Tại vì thật ra giờ này nó chết chưa Thân mình giờ này chết chưa Chết Đang chết từng giây từng phút Hồi xưa trẻ đẹp dễ thương lắm Hôm nay nó nó đâu còn như xưa Tức là nó cứ già đi Cái chữ của mình là già đi Chứ thật ra nó chết dần dần các tế bào Để cái cuối cùng Gọi là cái chết cuối cùng thôi Hơi thở cuối cùng thôi Chứ thật ra nó đang chết Nó đang sanh trưởng và nó đang hoại diệt à và thưa đại chúng tóm lại được thọ ký là nếu chúng ta nhận được chân tâm đối với nhà thiền thì được truyền tâm ấn để từ đó sẽ tu một cách thuần thục còn ở đây chính là nhận được chân tâm nếu có tu tất cả hạnh đầy đủ thành tựu có được thọ ký chăng? Xin mời đại chúng trả lời nha. Tổ đáp không được. Tại sao? Đó là phần của mình nha. Nếu không tu các hạnh thành tựu được thọ ký chăng? Không tu. Được thọ ký không? Không, giờ này hồi hộp rồi, không dám trả lời ha. Khi có tu mà quý vị nghe nha. Có tu tất cả hạnh đầy đủ thành tựu có thể được thọ ký không có phải không à, gật đầu đi kệ đâu sao à, có nhiều trường phái rồi từ từ tính rồi nếu không tu tất cả pháp thành tựu được thọ ký chăng cũng gật nữa không tu cũng được nữa hả à, ngài thiền sư tuệ hải đều trả lời chẳng được trong cả hai trường hợp tu thành tựu tất cả hạnh cũng không được thọ ký mà không tu tất cả hành thành tựu cũng không được thọ ký người hỏi liền đặt vấn đề nếu thế phải do pháp gì mà được thọ ký à nghe nha tỉnh táo nha ai ngủ chấn chỉnh lên đi nha ra khỏi ngủ thiền trở lại mấy cái thiền khác giùm tôi nha chẳng do có hành cũng chẳng do không hành là được thọ ký vì sao kinh duy, duy ma nói các hạnh tánh tướng đều vô thường vậy khi tu các hạnh thì vô thường hay chân thường vô thường duyên hợp tạo tác mà chân tâm có do tạo tác không không Đề hiểu như vậy không Rồi chính vì vậy mà sống với chân tâm Khỏi làm gì hết phải không Không làm hạnh lành phải không Ờ à, thì cũng không được thọ ký Mà nói tôi bây giờ tôi làm hạnh lành Tôi ra tôi tưới cây Tôi vô tôi nấu cơm Rồi tôi đi rửa chén Thì chắc chắn tôi được thọ ký thành Phật phải không Không Vì các pháp tạo tác Chưa phải là chân tâm Mà thọ ký chính là nhận được Cái bất sanh bất diệt từ đó mà được thọ ký. Ở đây Kinh Duy Ma nói các hạnh tánh tướng đều vô thường. Bây giờ tướng vô thường là sao? Mời à, uh, Bảo Phước. Hôm nay uh, thời tiết khác ha, thành đã có nhiều điều đặc biệt ha. Dạ, mô Phật kính chào thầy với lại quý sư cô, quý Phật tử. Um, Câu hỏi của con là thọ ký Có nghĩa là chấp nhận Có đúng không ạ? Đúng yeah. Thọ ký chính là chấp nhận À chấp nhận là gì? Thí dụ như trong Kinh Pháp Hoa Thì đầu tiên Phật thọ ký Cho các vị đại đại tử à, Vì tương lai sẽ thành Phật Nhưng mà sau đó là Luôn cả loài vật như là Lông nữ và sau đó là luôn cả các vị tỳ kheo, các vị hàng thanh văn cũng thọ ký sẽ thành phật. Đó, thì thưa đại chúng, thọ ký là như vậy. và cuối cùng một cái thọ ký cuối cùng của phật là tất cả chúng sanh đều sẽ thành phật, đó, đều thể sẽ thành phật. À, nhưng mà sẽ đó là bao lâu, tùy thuộc nơi ai. Có phải do thương ghét Hay do mình lại mình cúng trái cây thường Mình cúng bông hoa thường Cái Phật cái biết mặt Phật thọ ký cho mình phải không? Không phải à, Tất cả những điều đó để gieo duyên với tam bảo Một cách gắn bó Nhưng mà cái phần được thọ ký Để có cái duyên trí tuệ an lạc giải thoát Thì khi mình nhận được Phật tâm Phật tánh của mình Và mình hằng sống với Cái chỗ Phật tâm Phật tánh này mà làm tất cả mọi việc làm tất cả việc mà không có phật tâm thì việc đó chỉ có phước giới hạn phải làm bằng cái tâm phật thì phước nó mới trọn vẹn ông chỉ tất cả chỗ không tâm là không có hạnh cũng không không các hạnh thì gọi là thọ ký à, thì đó là lời à, kết luận của tổ và với cái điều này thì chúng ta hướng tới chỗ thực hành cho chúng ta sau khi được học cái quyển đốn ngộ nhập đạo yếu môn nói tất cả chỗ không tâm là sao bắt đầu mình thực hành nè là sao là mình không có tâm thương và ghét là thấy việc tốt chẳng khởi tâm thương mà thấy việc xấu chẳng sanh tâm ghét Gọi là không có tâm nhiễm Mà được như vậy chính là sắc tánh không Tức là sáu trần tánh không Thì người đó muôn duyên đều bằng Tự nhiên được giải thoát Và sau khi kết luận hướng dẫn chỗ thực hành như vậy rồi Thì tổ tuệ hải đã dặn dò các ông phải xét kỹ nếu chưa được tỉnh sáng thấu rõ thì phải hỏi sớm chớ có bỏ qua hãy mau đến thưa hỏi chớ có bỏ qua các ông nếu y theo lời dạy ở đây mà tu nếu chẳng được giải thoát tôi trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục tức là ngài bảo đảm Tu mà tất cả chỗ không tâm không yêu không ghét không có cái tâm đối đãi hai bên đó là không có tâm nhiễm thì người đó muôn duyên đều bật tự nhiên được giải thoát nếu tôi lừa dối các ông sau này tôi sanh nơi nào sẽ bị sư tử cọp sói ăn thịt đó ngài đem cái sinh mạng của mình để mà khích lệ tất cả đồ chúng tinh tấn tu học. Các ông nếu chẳng y theo lời dạy đây siêng năng tu hành thì không bảo đảm, không bảo đảm sẽ được an vui, không bảo đảm sẽ được giải thoát và không bảo đảm sẽ được thọ ký thành Phật. Phải cố gắng một phen mất thân này muôn kiếp khó được lại. À, khi chúng ta Tuy chúng ta thấy bây giờ Có những đất nước nạn nhân mãn Con cái Loài người được sanh nhiều Nhưng mà cũng không phải vì thế Mà thân người dễ được Sinh ra chưa biết Có làm người hay là làm Sinh vào cái loài nào Và khi dù là loài người Nhưng mà cái phước đức nó cũng khác nhau Rất nhiều Nhất là thời gian sau này quý vị thấy ha có những cái khổ của loài người Trong cái thế giới mới hôm nay à, Khi chưa đủ cái tầm vóc hiểu biết Và chưa có đạo đức Thì cái người cha mẹ trẻ Cũng chưa có đủ tình thương lo cho con cái Như à, thời gian trước chúng ta đã từng có duyên thấy à, Cho nên tuy sinh được làm người Nhưng mà cũng đủ cái phước đức khác nhau Hôm nay có những vùng thiếu thức ăn có những vùng cha mẹ mắc nợ rồi làm sao? À, đôi khi dạy con đi bán kè ma túy, à, đôi khi nếu con gái thì sao? bán cho nó muốn làm gì làm đời nó như thế nào? tùy nó không có không có một cái tình thương của loài người cha mẹ đối với con, à, trong khi chúng ta thỉnh thoảng coi được những câu chuyện loài thú mà cũng thể hiện một cái tình mẫu tử cũng rất tốt đẹp và luôn cả cái tình nhân nghĩa của loài thú đối với loài người cũng có nhiều cái gương chúng ta rất là thấy xúc động có con sư tử nó bị nạn ở trong rừng nó được một cô bác sĩ mà chăm sóc về thú y chăm sóc cho nó một thời gian khi nó trưởng thành nó được thả về rừng một hôm tình cờ nó gặp lại cô nó vô cô à, nó mừng rỡ người ngoài tưởng chừng như là nó ăn thịt cô vậy đó nhưng đó là một cái cái bày tỏ tình cảm mạnh bạo <laughs> của một loài thú vật hung mạnh ở sơn lâm nè rồi nó mừng để nó gặp cô à, thì mình thấy làm lạ và à, những cái nhà mà bảo vệ loài vật đó họ cũng ghi được cái hình ảnh của một bầy voi được một cái người bác sĩ cứu giúp nó lạ là một hôm ông chết bầy voi đó ở cách xa mà sao nó hay mình cũng không biết nữa ha mà nó đi về thành từng đàn nó về nó thăm ông trong cái ngày ông chết rồi ở đó một thời gian vài hôm bắt đầu nó rút nó trở về rừng thành ra mình thấy ha, tuy nói loài vật nhưng mà à, nó cũng có một cái gì thiêng liêng ở trong cái thân xác loài vật. À, thành ra tóm lại à, đối với loài người thì với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật Phật thấy loài người là sinh vật có nhiều phước đức nhất, có thể tu thành Phật dễ dàng nhất. Vì mình không được sống lâu dài như cõi trời, nhưng mà thưa đại chúng sống lâu dài mà không có đạo pháp thì nhiều khi cũng nhàm chán lắm tưởng tượng mình sống uh, mấy ngàn năm mà không có gì hết á cứ bắt bướm hay quà mình làm biến quá thành ra mình nói cho mình bắt bướm hay quà mình thích à, mình không thích làm việc ở loài người không thích lên cõi trời ha, ăn cái tự nhiên nó hiện ra hả quần áo mặc cái nó hiện ra và ăn rồi khỏi rửa chén mới thích chứ <laughs> ăn rồi làm sao tự nhiên nó biến mất nó hiện ra cho mình ăn xong rồi ăn rồi tự nhiên biến mất mình cũng thích thích nha thích lên cõi trời nhưng mà hãy tưởng tượng ngày nào cũng bắt búm hay quà chứ không làm gì hết chán không chán chứ à, thành ra có những như ngài cấp cô độc với cái hạnh là đem tài sản mua đất cúng dường lập tinh xá để đem đạo phật truyền bá ở quê hương của ông cái tiền mua đất á, là lấy vàng mua Lót vàng tới đâu lấy đất từ đó Vàng lót hết nguyên 4 cơ 6 ở vô u thì lấy đất Mà có vàng nhiều hơn nữa trải 300 mấy cơ Thì lấy thì lấy đất 300 mấy cơ Thưa đại dũng mà nếu hả không có vàng thì sao Không có đất Vậy mà ông cấp cô độc đã đem vàng trong tài sản gia đình ông Lót mua một khu rừng mà có thể ở 1.250 vị Thì thưa đại chúng Miếng đất rộng không? Rất rộng Vàng hao tốn nhiều không? Rất hao tốn Nhưng mà ông có động tâm không? Không Khi chở vàng tới để lót mua đất Cái khúc cuối cùng ông đứng suy tư thì người bán đất là một ông thái tử Ông đâu có muốn đất bán Chỗ đó là một cái khu rừng gần thuộc Kinh Đô Ông rất là thích Để đi chơi rồi về nhà sớm Nhưng mà cái ông quan này Năng nỉ quá Ông mới đưa một giá trên trời Để mà chướng ngại chuyện mua bán của ông Không ngờ đưa giá ra Thì cái người này Rất cần đất để cúng chùa Cho nên liền gật đầu ông nói vàng đãi tới đâu lấy đất tới đó tất đất tất vàng đồng ý liền và khi thấy cái người thí chủ này đứng suy tư thì thái tử liền đến nói ông chắc hối hận rồi phải không vàng tốn quá nhiều tài sản của ông rồi nha thì tôi cũng trình bày với ông rằng tôi rất thích đất quý đất chứ tôi không thích vàng cho nên ông hối hận ông cứ chở vàng về trả đất lại cho tôi thì ông nói không tôi suy tư là giờ này phải chở mấy xe nữa là đủ để lót cái phần này không thiếu để đi thêm một lần nữa và cũng không dư để phải chở về suy tư là như vậy chứ không phải suy tư là hối hận nghe tới đó thì thái tử liền chấn động và phát tâm những cái gốc cây chưa lót vàng đó thì thái tử cúng à, thì xin quay lại để uh, trở lại cái chủ đề của chúng ta là gì và khi phát tâm như vậy rồi mỗi ngày ông đều đến tinh xá để học đạo và khi ông mất đức phật cử ngài xá lợi phất đến dạy cho ông quý vị có thắc mắc bài pháp nào mà vị đại thí chủ đó được học không bài pháp ngài xá lợi phất dạy cho ông lúc mà sắp lâm chung chính là hãy điều phục sáu căn điều phục sáu căn trong cái giờ lâm chung thì ông liền khóc ông nói tại sao ông là một thí chủ thường xuyên về tu học mà không nghe được bài pháp này thì ngài xá lợi phất nói rằng đây là đề mục của tu sĩ thường phải hành trì còn đối với hàng cư sĩ thì vì dạy cho pháp nhân thừa thiên thừa nhiều hơn là pháp giải thoát cho nên hôm nay đủ duyên mới là khai thị cho ông thì nghe như vậy ông liền cầu thỉnh hãy cho con hướng về đảnh lễ đức thế tôn và xin đức thế tôn hãy thương hàng cư sĩ hãy cho chúng con nghe tất cả những gì mà như lai đã dạy cho hàng đệ tử xuất gia biết đâu chúng con cũng có duyên lành để giác ngộ giải thoát và sau khi ông lâm chung thì nhiều cung trời hiện lên vì phước ông sẽ sanh về cõi trời mà trước khi ông lâm chung thì mấy cung trời đó đã hiện lên rồi có những cung trời mà khoảng 500 thiên nữ có những cung trời một ngàn có cung trời một ngàn năm trăm thiên nữ chờ đợi chờ ai thiên chủ là cấp cô độc xin về sẽ làm chủ cung trời đó với một cái cung điện như thế nhưng ông liền thưa hỏi ngài xá lợi phất là cung trời nào có phật pháp để dù là sinh lên cõi trời ông vẫn tiếp tục tu học còn hôm nay quý vị đang có mặt đây bắt đầu tu học chưa học thì học rồi nè, ngồi đây rồi đó mà tu chưa đó, đó là một điều quan trọng đó học thì học rồi nhưng mà tu chưa tu với ai chờ có phật rồi thắp nhang đánh chuột lại tu với phật phải không sai mình phải tu với nhau trong khi xúc sự trong gia đình mình trong bạn bè mình cho đến mình đối diện một mình mình vẫn tu mình coi vừa nhìn bình hoa mình có thói quen nói trời ơi bình bộ hôm nay hết tiền sao không mua hoa sang sang này rẻ tiền nếu mình chạy theo như vậy chính là mình có tu chưa chưa mình sống với vọng tâm phàm phu mà khi nhìn mình phải tập nhìn cái nhìn của phật nhìn bằng phật nhãn quý vị có phật nhãn không ai tin mình đang có phật nhãn xin giơ tay lên có nha à, mỗi người có năm loại mắt à, giống như hôm nay nè à, đôi mắt giờ tăng cường thêm đôi mắt kiến cận nữa đó, thì thì chúng ta có sẵn mỗi người có năm loại mắt một loại mắt thường gọi là nhục nhãn có mắt thịt bình thường của thân xác thứ hai là thiên nhãn thứ ba là huệ nhãn thứ tư là pháp nhãn và thứ năm là phật nhãn và thượng dạy mắt biết thấy là chân tâm thưa đại chúng chúng ta đang dùng phật nhãn à, mà lỡ chúng ta dính mắt chúng ta liền biết chúng ta đang trụ các pháp duyên hợp không thật sao mà dính mát thì đây chính là tuệ nhãn pháp nhãn vân vân để chúng ta dùng những cái trí tuệ đó để mà ứng dụng trong cuộc sống và ông cấp cô đọc cuối cùng ông từ chối những cung trời đầy đủ phước đức mà không có đạo pháp ông từ chối và khi ông từ chối thì các cung trời biến mất và cuối cùng ông chỉ trở về cung trời đau lợi và đau xuất là nơi đang có Phật Pháp. À, thì hôm nay, huynh đệ chúng ta cũng vậy. Có thân người rất là quý, cộng thêm có đạo Pháp. Hôm nay đừng có nghĩ là mình nghe kinh, mình tụng kinh là có đạo Pháp. Mà đạo Pháp chính là tin và thực hành trong đời sống. Theo Pháp môn nào cũng được, mà hãy hành trì một cách miên mật trong cuộc sống mình điều phục ba độc tham sân si của mình cho nó dừng lại giảm bớt chuyển hóa chuyển ba độc để chứng ba thân mình sẽ có phật pháp thân mình sẽ có phật báo thân và mình có được thiên bách ức quá thân phật mình cũng sẽ có nếu mà mình biết tu thì thưa đại chúng, nếu mà chúng ta cố gắng dụng công thì bảo đảm chúng ta sẽ nhận được cái chân tâm Phật tánh thanh tịnh thiện tiền. Hãy cố gắng và cần phải tự biết biết mình đang tỉnh sáng tất cả chỗ không tâm hay lỡ tâm mình đang nhiễm thương ghét, phiền muộn, mình phải liền biết và phải chuyển hóa ngay tức khắc. À, thì thưa đại chúng, thì đó là cái phần mà Ngài uh, Thiền Sư Tuệ Hải đã từ bi chỉ dạy cho mình như vậy À, và trong khi tu á, thì thưa đại chúng huynh đề, uh, Nhân quả nó rất là công bằng Kể một câu chuyện vui thời Đức Phật Có tựa đề là Chớ Hẹn Ngày Mai Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên liên hệ đến Tôn giả Tiết Sa. Có 500 thanh niên thành sát vệ theo Phật xuất gia, nhận đề tài thiền quán từ Đức Bổn Sư và đi vào rừng. Một người ở trong bọn họ làm biến tu hẹn lần hẹn hồi, nhưng bao nhiêu người còn lại 499 Thường thường tôi chừa trống Để coi gì, tỉnh Để điền vô trốn Mà không biết cách điền Là biết là nó đang Ngủ thiền rồi Nó đang mơ mơ màng màng rồi Còn lại bao nhiêu người 499 người Thì nỗ lực thiền định Và đã chứng quả A-la-hán Bây giờ các thầy Mới trở về Bạch Phật Về thành quả đạt được và khi đi khất thực qua một ngôi làng cách xá về một dặm, một tín đồ trông thấy các thầy đã mời về cúng dường cơm và thực phẩm. Và sau khi nhận lời hồi hướng rồi, thì vị tín đồ này lại cung thỉnh chư tăng ngày mai đến thọ thực để được cúng dường. Về đến xá vệ, các thầy xếp cất y bác đến đảnh lễ Đức Phật thì đức phật tỏ lòng hoan hỷ không rất hoan hỷ thăm hỏi thân mật các thầy thì chuyện gì xảy ra đố ai thông minh biết chuyện gì xảy ra riêng cái ông thầy mà làm biến tu á thầm nghĩ đức thế tôn hết lời vui mừng chào đón các thầy kia còn ta thì chưa chứng quả Nên Ngài không thèm hỏi một câu Ngày hôm nay ta phải chứng quả Có thế khi ta trở lại Thế Tôn mới nói chuyện với ta Thì nghe câu chuyện thật này Thường ở trong A Hàm mình sẽ thấy những câu chuyện thật trong Tăng Đoàn Thì mình thấy Đừng có tưởng đời này không Mà cách đây 25 thế kỷ cũng như thế thôi À, khi mà tu mà chưa có tốt đẹp rồi thì nó cũng uh, tâm nhiễm nó cũng thị phi mà có chừa phật không thanh toán phật <laughs> thanh toán phật luôn nè cũng vỡ phật là đó thương mấy ông đó nha vui mừng chào đón mấy thầy chứng đạo đó còn tôi đâu có nói câu nào đâu mà thật ra phật có hỏi riêng ai không phật nói chung mà tâm mình là người có nhiều tâm sự. Thành ra cũng hỏi mình mà mình không có nghe. Mình đòi phải hỏi riêng cá nhân mình. Pháp danh đó đó. Phải kêu tới tên mới là hỏi riêng mình. Phật đâu có kêu 499 tên đâu. Phật hỏi chung. Đà, nhưng mà vị này cũng phiền muộn. Và khi phiền muộn. Trách Phật vui vẻ với mấy vị kia không thèm hỏi con một câu hôm nay mình quyết tâm sẽ chứng quả a la hán có thế khi trở lại chắc chắn thế tôn mới nói chuyện với ta thì các vị sa môn liền bạch phật rằng bạch thế tôn trên đường về chúng con được một thiện tính mời ngày mai thọ thực sáng mai chúng con sẽ đi thì cái vị sa môn chứng quả đó đây, cái phần này là phần những vị chứng quả thưa hỏi với phần Còn vị sa môn chưa chứng quả Mình hãy tự tượng làm mình nha <laughs> Thì là sao Suốt đêm không ngủ Đi tới đi lui Đi tới đi lui để làm gì Để tu đó Hôm giờ bao nhiêu năm không tu Giờ ráng tu một ngày một đêm mà cho nó chứng quả Rốt cuộc buồn ngủ quá Thầy té nhầm một cái ghế đá Gãy chân thầy kêu lên đau đớn và các sa môn khi nghe tiếng mới chạy đến chăm sóc cho thầy trời đã sáng mà họ vẫn còn bận biệu chăm sóc cho một ông thầy này kết quả là 500 thầy không rảnh để đi thọ thực sáng hôm ấy thì sau khi xảy ra chuyện như vậy phật mới hỏi sao các ông không đi vào làng nhận vật thực các thầy kể lại câu chuyện và Phật mới dạy rằng đây không phải lần đầu tiên ông ấy ngăn cản các ông nhận vật thực mà đời quá khứ cũng như vậy thôi. À. Cho nên chúng ta đọc pháp cú mình có cái niềm vui. Mình niềm vui khi mình thấy trong cái cuộc sống giữa người thành tựu và người không có thành tựu nó ngấm ngầm có những cái lục đục rồi hả lục đục với nhau chưa đủ cái kéo ông thầy nữa mà lỡ mình có bị kéo thì mình mà hiểu rằng nó là như thế à, cho nên mình giữ tâm tĩnh lặng không nhiễm và khi phật kể chuyện quá khứ rồi thì phật liền kết luận rằng này các tỳ kheo người nào không trỗi dậy đúng giờ trỗi dậy đúng giờ để làm gì thời khóa công phu ý chí yếu ớt và lười biếng, người ấy không bao giờ phát triển thiền định và chứng thánh quả a la hán không bao giờ. Và Đức Phật nói kệ tiếp rằng: Nỗ lực không nhầm nơi, tiêu trầm chí khí mạnh. Ai nỗ lực không nhầm nơi, chính là đang kể chuyện mà một đêm mà không ngủ đi tới đi lui đó mà không biết có dụng công không hay là vừa đi rầm rầm vừa phiên muộn chưa biết nha Đà. thì đã tiêu trầm cái chí khí mạnh thay vì cái chí khí quý tu này nó phải được trải dài mỗi ngày mỗi lúc mỗi nơi một thời gian dài cho thuần thục chứ không phải khi mà nổi cơn lên rồi phát nguyện cho dữ dội không ăn không ngủ phải tu suốt đêm nhưng mà có làm được đâu tuổi hoa sớm biến lười mong gì đạo chánh à coi như thành thụ đạo thánh không có mong gì à thì thưa đại chúng đây là một câu chuyện chúng tôi tích ở trong à, tích truyện pháp cú à của à, thiền viện viên chiếu và Tới bây giờ để kết thúc buổi học thì chúng tôi dùng tài liệu Ngũ Đăng Hội Nguyên à, để kết thúc khích lệ mấy quân đệ. Trong Ngũ Đăng Hội Nguyên à, chúng tôi trích là cái lời dạy của Ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, quý vị nhớ câu chuyện nào không? mà tổ đạo nhất khi mà chưa được truyền tâm ấn thì lịch sử ngài là cái gì? khúc nào, đoạn nào? À, ngồi thiền suốt ngày, đánh trâu hay đánh xe đó. À, vì khi mà ngài ngồi thiền suốt ngày, thì um, tổ Nam Nhạc Hòa Nhượng nghe tin có một người tinh tấn như vậy đến thăm thấy ngồi thiền suốt ngày à, tổ à, năm nhạc hòa nhượng mới hỏi ông ngồi thiền để cầu mong được cái gì thì ngài trả lời rằng ngồi thiền để mong thành phật à, thì tổ liền không có trả lời liền mà tổ lấy một viên gạch tới giờ ngồi thiền ngồi kế bên mài sột sẹt sột sọt sột sọt khi ngồi thiền thường thường giữ không khí yên lặng Nếu có tiếng động đó là ngoài ý muốn Chứ luôn luôn giữ cái 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 không gian tĩnh lặng cho người tòa thiền Thì tự nhiên thấy tổ lại mài sột soạt như vậy Người học trò này mới thắc mắc hỏi tổ mài gạch để làm gì Tổ liền trả lời mài gạch để làm gương soi Tới đây mấy cô chấp nhận không Mài cái cục gạch đó Để lát nó thành cái gương soi Được không Ai nói không được xin giơ tay lên Mài gạch dù có mài bao lâu Cũng không thể thành cái gương soi À không thể được Thì cái người học trò ngạc nhiên Mới nói mài gạch mà làm sao làm gương soi Thì tổ mới kết luận Ngồi thiền không thể làm Phật Chờ nghe vậy cái mừng ngồi thiền tới chứ muốn chết <laughs> nghe vậy là mừng khỏi ngồi thiền phải không không vẫn ngồi thiền nhưng không phải ngồi thiền để làm phật mà phải tu trong bốn quan nghi đi cũng đi trong tỉnh lặng nói cũng nói trong tỉnh lặng đi đứng nằm ngồi sinh hoạt đều sinh hoạt bằng cái tâm tỉnh lặng vô nhiễm không có phân biệt phiền não sân si khổ đau. À, thì thưa đại chúng, thì à, sau khi thọ giới, sư đến tham vấn ngài Nam nhạc và Nhượng được mật truyền tâm ấn. Một hôm sư gọi chúng bảo tất cả các ngươi mỗi người phải tin tâm mình là phật, tâm này là tâm phật. Đạt ma tổ sư đến đây truyền pháp nhất tâm, khiến cho các ông khai ngộ và dẫn thêm kinh lăng già tâm ấn ngài dạy rằng sợ e các ông điên đảo chẳng tự tin cái pháp nhất tâm này mỗi người đều vốn sẵn có nên dẫn văn kinh lăng già để dạy các ông rằng phật nói tâm là chủ lấy cửa không làm cửa pháp nếu mình chấp các pháp là thật không sống bằng trí tuệ bát nhã thì không bao giờ mình vào được cửa, không bao giờ mình có thể giác ngộ giải thoát được. Đó mình sẽ là người lang thang, trầm luân, đau khổ, không bao giờ vào được cửa đạo, Đó, không được vào cửa thiền. Nếu mình không dùng trí tuệ bát nhã thấy các pháp tánh không, duyên hợp không thật thì thưa đại chúng chúng tôi dẫn một cái đoạn ngắn như vậy để kết luận ngắn gọn à, kết thúc buổi học hôm nay là khi có vị tăng đến hỏi hòa thượng vì sao dạy tức tâm tức phật đoạn trên ngài dạy đó mỗi người phải tin tâm mình là phật tâm này chính là phật tức tâm tức phật tại sao hòa thượng dạy như vậy ngài đáp vì dỗ con nít khóc dỗ con nít khóc con nít là ai xin chỉ dùm coi con nít là ai à, mình đang ngồi đây tất cả chúng sanh đối với à, chư phật đối với những bậc giác ngộ thấy mình trẻ thơ và nhiều vô minh cho nên thương xót như là một đứa con nít và con nít khóc có nghĩa là nó không được như ý nó đang đòi hỏi và cái đòi hỏi này chính là tội nghiệp nhất là chạy theo phật bên ngoài cầu phật bên ngoài ngay cả nói tu mà thành phật thì thưa đại chúng chính là cũng đang cầu phật bên ngoài tạo tác mà không nhận được ngay tâm mình có đầy đủ tất cả tâm mình vốn hằng thanh tịnh tâm mình vốn hằng bất động mà bất động là vô nhiễm chưa vô nhiễm vô nhiễm có nghĩa là không có thương ghét sân si đó à, thì ngày mà tổ dạy tức tâm tức phật là vì dỗ con nít khóc khi chúng ta đến cầu đạo mà chúng ta còn chưa có trí tuệ thì dùng ngôn ngữ để nhắc chúng ta tức tâm tức phật đừng có chạy tìm cầu ở đâu khác Khi con nít khóc rồi phải làm sao? Như chúng ta bây giờ bớt bớt chạy bên ngoài rồi bây giờ làm sao nữa? Thì ngài sẽ dạy tiếp đoạn thứ hai là phi tâm phi Phật. À phi tâm phi Phật. Thì đây chúng với những huynh đệ mà có nghiên cứu thì chúng tôi giới thiệu đây là ngũ đăng hội nguyên tắt thứ 22. Ừ. Khi mà con nít khóc rồi phải làm sao? dạy phi tâm phi Phật Nghĩa là không phải tâm mà cũng không phải Phật Ở trên thì tức tâm là có tâm ha Và tức Phật là có Phật à, Nhưng ở đây chẳng phải tâm và chẳng phải Phật Vì sao? Vì còn tâm còn Phật thì chưa cú gánh Còn đối đãi hai bên Thì ứng dụng với chỗ trung đạo Như vậy có đến được chỗ trung đạo chưa? Chưa phải vượt đối đãi hai bên à cho nên thưa đại chúng tu rất thú vị nghe nó khó nhưng mà sống không phải khó đâu nếu chúng ta có ứng dụng còn nghe thì nhiều khi với cái tập nghiệp nhiều đời chúng ta cảm thấy sợ hãi khó khăn bây giờ giai đoạn thứ ba cái vị tăng này mới thưa hỏi tiếp rằng trừ hai việc trên hai việc trên là gì à tâm và vật tâm và Phật Thì có người đến hỏi chỉ dạy thế nào Bây giờ nói tâm là Phật là đối đại hai bên Vậy trừ hai cái đó ra thì chỉ dạy như thế nào À trường hợp thứ ba này thì nói với y chẳng phải vật Chẳng phải vật có nghĩa là sao Bật hết dấu vết Các pháp tánh không đó. Và Câu này thì lục tổ trình kiến giải là Xưa nay không một Phật Chỗ nào dính bụi trần Đó Chợt gặp người trong kia đến thì sao Tổ đáp liền dạy y thể hội đại đạo Đó chỗ này là sao Là mình hãy thâm nhận Và mình Hãy rốt ráo quên lời, đừng còn kẹt lời nữa. Chỉ bản đồ đi đường là khi mình chưa biết đường đi. Nhưng mà khi đi mình cứ cứ nói à, quẹo phải, quẹo trái, quẹo trái, quẹo phải, còn cần nói nữa không khi mà mình đã đi và đã đến nơi? À không. Hãy rốt ráo quên lời, thâm nhận. À thăm nhận cái gì? Cái thanh tịnh hiện tiền sẵn có nơi mỗi người. Thì kết thúc buổi học hôm nay chúng tôi xin nhắc tất cả chúng ta có phước duyên học được cái quyển luận ngữ luận ngữ là lời của tổ dạy đốn ngộ tức là mau chóng giác ngộ để được nhập đạo có nghĩa là nhận lấy chân tâm phật tánh của mình và đây là yếu môn có nghĩa là phương pháp trọng yếu dễ dàng đơn giản để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống chính là tâm không nhiễm mà tâm không nhiễm chính là gì à, chính là tất cả chỗ không tâm không phân biệt à, không trụ nói theo tinh thần của của lục tổ dạy là tam vô không trụ không phân biệt không vọng tưởng ở đây chúng tôi cũng có ghi à, tên của một vị thiền sư việt nam để à, làm cái bài kệ cuối cùng um, nhắc chúng ta tu thiền sư việt nam này chính là ngài minh chánh ở ninh bình miền bắc ngài khi tu học ngài có để những cái bài kệ rất là sâu sắc chứng tỏ cái sự tu hành của ngài có một kết quả tốt đẹp đối với người đời ngài dạy rằng công danh cái thế màng xương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài có nghĩa là công danh sự nghiệp của mình dù là nổi tiếng lẫy lừng trùng thiên hạ thì thật ra chỉ là một màn xương ánh mặt trời lên là nó tan liền. Mấy người đệ thấy không? ở đây à, với cái phương tiện của khoa học, mình thấy có những tỷ phú có thể hôm sau mở mắt dậy thì đã trắng tay dễ dàng. Càng có khoa học thì mình sợ rằng khoa học sẽ chứng minh đạo Phật không có giá trị. Nhưng ngược lại, càng khoa học thì càng chứng minh được lời Phật dạy rất là giá trị và sâu sắc. Phật dạy tất cả Pháp đều duyên hợp, vô thường, huyển hóa không thật. Ngày xưa mà khi đầu tiên đọc Pháp Cú nói rằng người nào đêm nay ngủ ở đây mà nghĩ rằng ngày mai mình cũng sẽ ngủ tại đây thì người đó vô minh. Tại vì ngày mai cái làng mạc này có thể đã bị trôi, biến mất. Lần đầu tiên tôi đọc cái đó tôi nói trời ơi sao Phật nói gì kỳ vậy ta Cái làng mình sao nó biến mất được ta Nhưng mà hôm nay mình bằng khoa học tiên tiến Mình hiểu là ngày mai có thể nguyên một ngôi làng Đều biến mất chưa Chuyện gì Động đất Rồi sống thần à, Đó hôm nay cho nên càng khoa học Thì càng chứng, chứng minh lời Phật dạy rất là chính xác Vì vậy nên Phật cũng dạy cho mình một cái kho báo nè. Tặng cho mỗi người nè. Thân này sẽ già, bệnh, chết. Nhưng chân tâm Phật tánh của mình. Bất sanh, bất diệt. Mà bất sanh, bất diệt là gì? Quý vị hiểu không? Để đứng lên trong buổi hôm nay đến Thiền Viện vô trở về thì mình có một cái báo vật. Là chỗ đó bất tử. Chỗ đó bất tử. Cho nên nếu mình chết rồi thì sao? Cái tâm thức của mình nó xuất ra khỏi cái thân này. Thân này chôn thiêu thôi. Chứ cái tâm của mình nó, nó không có chết. Không có vào lò thiêu mà nó cũng không có đi chôn được. Hãy suy nghĩ. Và với cái tâm đó hàng ngày chúng ta đang vui buồn. Nếu người nào có phước thì bằng tâm đó chúng ta đang an lạc từng ngày. Đang tạo phước đức hàng ngày. Nhưng nếu không nhận được tâm đó Thì hằng ngày chúng ta cũng buồn Vui, giận hờn, giận luôn Phật Giống như cái ông tỳ kheo Không chịu tu này nè Mấy quý đệ thông cảm không Cho nên hôm nay nếu nhận được tâm Phật Hãy sống bằng tâm Phật Cho nên tâm Phật là Luôn luôn giác ngộ An lạc và lành thiện Đó Thì xin quay lại ha Công danh sự nghiệp dù là cái thế là che trùm thiên hạ tỷ phú hàng nhất hàng nhì hàng ba của thế giới đi nữa chỉ là màn xương sớm thôi không có gì lâu bền và chưa kể là chúng tôi cũng biết tin có những ông tỷ phú giàu như vậy thì bắt đầu bắt đầu gì tài sản chia đôi ly dị chứ đâu có an ổn đâu chưa kể cái tài sản đó bền vững chắc chắn không không Mỗi đêm mình không có tiền mất chứ có khi mỗi đêm tỷ phú mất bao nhiêu triệu đô la? Mấy tỷ đô la chứ không có ít. Phú quý kinh nhân, tức là cái giàu sang của mình người ta sợ hãi luôn. Tại vì có những người giàu, nhà gì cũng bằng vàng hết á. Cái ghế ngồi bằng vàng mà cho đến cái toilet cũng là bằng vàng luôn. Mình nghe mình ớn không? mình còn chưa có rờ được vàng trong tay nữa mà cái gì cũng bằng vàng ăn chén vàng muỗng vàng ghế ngồi bằng vàng nhà cũng giác vàng mà tới toilet cũng bằng vàng luôn mình nghe mình ớn luôn mình khiếp đảm cái sự giàu sang của họ nhưng thưa đại chúng cũng là giấc mộng dài ở trên là màn xương sớm nắng lên là tan đây là giấc mộng thôi chứ không có phải là mãi mãi chẳng hiểu bản lai vô nhất Phật Chính là bài học hôm nay nè Không có một chút Pháp có thể được nè Nếu mình không biết được chỗ đó Các Pháp đều không thật Mình đang ngồi đây có Pháp nào thật không? Không Mỗi người đều từ tinh cha quyết mẹ Cộng với Cộng với Cái thần thức của mình Thần thức ở đâu? Tức là nghiệp lực của mình nó từ đâu? Từ cái kiếp trước khi mình lâm chung mình xuất ra mình xuất ra hai phần một cái phần là tâm phật và một phần cái tâm ô nhiễm mà do mình sân si phiền muộn mỗi ngày mình đem theo không khí này nó trong sạch giống nhau nhưng mà do cái thải cái chất ô nhiễm mỗi vùng khác nhau cho nên cái không khí mỗi vùng khác nhau mấy quý đề hiểu tới đó không ai hiểu giờ tay lên Giơ tay đi cho tỉnh ngủ Tập thể dục Và hiểu được không khí ô nhiễm Chính là hiểu được Phước, nghiệp mỗi người khác nhau Hiểu chưa? Ai hiểu giơ tay lên Và cái phước Và cái tội mình khác nhau Nó khiến cho cái tâm Phật của mình Nó bị ô nhiễm bớt Phật là tâm trong sáng 100% mà mình quậy quá thì bây giờ có khi là cái tâm nhiễm ô này nó mấy chục phần trăm mà cái tâm thanh tịnh nó bị che bớt quý vị hiểu điều này không xin giơ tay lên và hiểu để tu cho nên hàng ngày đừng có nói mình nhịn ta mình tức quá bộ ngu sao nhịn mà mình phải nói là khôn mới nhịn còn quậy lại chính là không được khôn không dám nói ngu không được khôn vì đang tạo cho mình những nghiệp chướng nặng nề và nghiệp không bao giờ mất. Nó giống như khi đi học mà hàng ngày không học mà để cuối cùng đòi làm thủ khoa đậu thủ khoa được không? Không có chuyện đó. À thi đớt nữa thì chẳng hiểu bản lai vô nhất vật. Xưa nay không một vật. Các pháp đều duyên hợp không thật. Thì công phu luống uổng một đời ai? Tạo công danh sự nghiệp uổng thôi vì tất cả những cái gì mình gây tạo chết mình không có đem theo nhưng nếu trong cuộc sống mình có dụng công chết đem theo không xin giơ tay nha ai thấy nếu hàng ngày mình có dụng công mình niệm phật cũng được mình thiền cũng được bên cạnh đó mình sống nhường nhịn luôn luôn nhìn tham sân si của ai tham sân si của ai mình nhìn của mình coi nó còn hay nó không còn chứ đừng có dòm bên kia à nếu cứ nói trời tôi tức lắm mà cái gì mà sân quá chuyện đó đâu thành vấn đề coi mình có sân ngon nè chuyện đó mới quan trọng nếu mình làm được như thế thì chính là mình có công phu và mình đang thanh tịnh cái tâm phật của mình mình sẽ hiện tại sanh về cõi lành chứ không đợi chết còn chết rồi dĩ nhiên phải tương ưng với cảnh giới lành, an lạc. Là. Đó. Thì thưa đại chúng, thôi xin kết thúc bài đó nha. Để chúc tất cả hôm nay mình vẫn lòng tin. À, cái viên ngọc hôm nay nhận được chính là trí tuệ, chính là chân tâm. Ai giờ này thấy không có sợ chết, giơ tay lên coi. <laughs> Tại vì sợ có chạy đi đâu thoát không? sợ cũng không chạy được mà sợ nó làm mình đau khổ nó giống như khi chích thuốc vậy đó tôi thấy tâm lý tôi cười nha đi thử máu cái bắt đầu ngày xưa mày giơ tay lên là bắt đầu sợ rồi đó hôm nay làm sao bình thường người quay chỗ khác cũng là sợ ha giơ tay lên nhìn nó đâu này giờ này đâu đã chích đâu gì sợ và tới hồi khi nó chết thì sao nhiều khi mấy ông giỏi quá mà chưa kịp sợ ông rồi rồi <laughs> cũng như hồi xưa mà đi làm răng vậy đó nghe tới làm răng là tôi sợ lắm à, bên Việt Nam kìm kéo không biết sao không lót mà nó kêu lẻn cạn thấy ngớn luôn à, chưa kể mà nếu mà 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 gọi là gì khoan á kia cái gì à, thôi nó khác hay là khác bây giờ bên này khoan thật ra có khác không có nhưng mà sở dĩ không khác là vì sao ta có nước xịt liên tục mà có gì đâu khác cho nó cũng giống nhau thôi à? Tại vì nó mài cái cái chất gì chất xương xương là canxi nó cùng một kết quả giống nhau nhưng mà người ta có phương tiện phước đức cho nên nó giảm cái cái sự ô nhiễm còn bây giờ sự sợ hãi thì có nhờ ông nào ông có cái máy móc nào cho mình đỡ sợ hãi không hay mình phải tu mình phải tu Ồ, Thì mình giờ này đâu đã có gì đâu Bình thường Và nó có bắt đầu mình phải quan sát kỹ Nó đâu có gì đâu Cái tâm sợ mình nó nhiều hơn sự thật Đó vậy Bây giờ chưa chết mà lo buồn rồi Thì thật ra chết chưa buồn à, Mà tới chết rồi thì có kịp buồn không Không còn buồn Vậy bây giờ làm chuyện vô ích thời à, Mà sợ chết Thì giờ này biết rằng Đó là một chân lý không ai thoát Sanh lão bệnh tử Tự cổ thường nhiên Thiền sư Diệu Nhân để lại Cái bài kệ đó Sanh lão bình tử xưa nay là như thế Không ai thoát khỏi Nhưng nó thoát chăng là Chết như thế nào Chết một cách giải thoát an lạc Hay chết một cách đau khổ Rồi sanh về cái đường khổ đau Ngay bây giờ khổ rồi Sanh về đường cổ Thì mình tu là như vậy à, Một Phật xin hồi hướng Chúc tất cả huynh đệ vui vẻ tiến tu nha. Mình có pháp môn đúng giáo trực tiếp sống với chân tâm và theo dõi những cái vọng niệm của mình. Khi thấy mà mình không tâm mà mình bắt đầu có tâm thì mình liền biết để chấn chỉnh lại. À, và khi mà tu thuần thục rồi mình sẽ thấy không đến nỗi khó đâu. nha Chúc đại chúng sẽ được an lạc, phước đức nguyện đem công đức này hướng về cầm tân cả Để tự và chung sanh Đều trọn thành phần đạo không lìa sự khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não cực lạc đâu nào tách thế gian khổ đau ấy chính là an lạc an lạc không lìa sự khổ đau giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an an nguy cũng đều do tâm cả đừng đổ thừa hay trách cứ ai hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức điểm mãi rằng rằng công tu khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm